Rồi, mến chào các bạn, đây là nông cơ Nguyễn Văn Châu ha. Nay mình có dịp đi lên Bà Rịa Vũng Tàu, đi ngang qua đây thì ghé vô quay video. Cũng 3 tháng rồi mình mới ghé lại. Đây, thì hồi nãy thì mình có ngồi mình nói chuyện với ông chủ. Mình hỏi, ủa tại sao mà những cái máy đào mình thấy khi mà nó về nó còn zin vậy, mà tại sao mà lại đi mang ra đi sơn đồ lại hết ha, có nước sơn rin đồ còn rất đẹp. Thì ông chủ nói bây giờ cái tiêu chí của người ta là người ta cần một chiếc máy đào mua về để mà làm được cho nó ngon ha, cho nó ngon. Và nếu mà sơn lại thì ở đây sơn rất kỹ, sơn lót, sơn đồ này nọ rất là nhiều lớp và phủ keo đồ này nọ thì cái độ bền của sơn nó rất là cao. Thì tiêu chí giờ là người ta cần một chiếc máy đào cho nó ngon để mà sử dụng. Thì ở đây á là khi mà dọn sơn đồ lại rồi là bảo trì, có nghĩa là thay dầu thay nhớt rồi kiểm tra đồ xài được thì bắt đầu mới là bán ra cho người dùng các bạn nhé. Đó, bán ra cho người dùng. Đây có bảng giá luôn nè, tổng cộng số tiền nè, tên dâu và tên hàng là máy đào đã qua sử dụng nè, đơn giá 35 triệu một chiếc máy đào, máy đào bánh xích 41 41, thế giá trị gia tăng 6 triệu, tổng cộng tiền là 76 triệu, 82 triệu bởi doanh nghiệp danh Trần Thạnh, Bà Rịa Vũng Tàu, nông cơ Nguyễn Văn Châu. Ở đây bữa nay có bảng giá đồ hết ta. Máy phát điện, văn ma thùng kính nè, ở đây cũng có nè, thông số kỹ thuật đồ nè, thiếu đăng kiểm nè, bộ giao thông vận tải nè, cục đăng kiểm Việt Nam nè, giấy chứng nhận nè, an toàn kỹ thuật nè, gào nghịch đúng rồi, gào nghịch, thường mấy này là gào nghịch. Có đầy đủ, có bảng giá rồi có phiếu đăng kiểm đồ này nọ đầy đủ hết ha, không thiếu các bạn nha. Rồi máy đào mini, Kubota. Ở đây thì tiêu chí có nghĩa là bán về cho dân dùng, nói cho người ta xài là được, khỏi mất công bảo hành bảo hiếc đồ này nọ tới lui. Thì ở đây là coi như trước khi mà chiếc máy đào thí dụ mang về, nó nước sơn rin còn đẹp lắm các bạn, nó không hiểu sao mà lấy ra sơn hết nè. Đó, mình hỏi nó có, mình có bảo trì đi chăng nữa mình cũng phải để vậy chứ mình sơn làm gì, đúng không? Đó, mình sơn chi mà nói sơn xiết đồ lại ngon lành đàng hoàng cành đào cho người ta, cho người ta cho người ta về người ta xài sơn rồi thí dụ như lên máy móc đồ dầu nhớt đồ, hay là có chỗ nào ống yết đồ thí dụ nó hư cái nào nào bấm đồ lại hết về cho người ta xài thôi. Công ty nhiệm xây dựng và kinh doanh Trần Thanh hả? Đơn giá 91.800.000. KH12 nè. Rồi xe nâng đẹp dữ ta. Máy đào nhiều lắm các bạn ơi. Rồi Kubota KH8 nè. Rồi 014 nè. Rồi Mitsubishi ME13. Quá nhiều rồi, nay chắc cả hàng trăm chiếc có. Nói chung thì theo như mình được biết á, thì mình cũng từng đi quay rồi, giờ cũng nghe ta phản hồi là máy đào của anh Châu là mua về chạy là ngon lắm, không có phải sửa tới sửa lui, tại vì anh làm kỹ hết rồi ha. Đủ loại các bạn
có đăng kiểm rồi, có chứng nhận, có bản giá rồi đàng hoàng hết đó chứ. Các bạn nào mà có nhu cầu mà cần thì cần chiếc nào thì cứ alo BC20, alo cho anh Châu ha, sau số điện thoại mình ghi trên tiêu đề ha. Đó, đầy đủ ha. Này chiếc gì ta, đẹp. Các bạn đừng có lo ngại cái chuyện cái ở đây về là coi như máy đào kìa, trước mình biết anh lấy lần nguyên công luôn, nó đẹp, xe đẹp hết á, về là coi như là dọn đồ lại cho mới, anh thích vậy đó. Mà dọn vậy tốn tiền chứ đâu phải không đâu, mà anh vẫn thích. Sumisumo 204 HD, con này gì ta, xe xúc lật. Rồi máy đào Komatsu ha, nhiều quá đi. BC20 mình đi quanh đây thôi, 05 cũng có kìa, 2,5 tấc kìa, có hóa đơn ha, thì có hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ kìa. Đây có nè, đó. Mọi chiếc đều có hóa đơn, có đồ đầy đủ ha. Kubeko 50 UR rồi nè. Đó, các bạn mua ở đây thì bảo đảm về cái độ mà độ sử dụng thì coi như là rất là ok, nghe ai phản hồi cũng nói ngon. Ví dụ như thấy không, có kỳ cái vụ là có kia nó mua về mà cái tiền thì nó rẻ, tất nhiên tiền nào của đó rẻ thì cái máy, mấy cái máy đời mấy, thí dụ như tay lái cơ đi, nó đời nó cổ nó rẻ thì tất nhiên làm nó phải chậm, về rồi bắt đầu về cái ảnh muốn đổi cái khác á, ảnh muốn đổi cái khác, cái ảnh bắt người ta phải chuyển tiền cho anh, giống như ảnh lừa đảo người ta ngược lại vậy. Nó có nhiều cái chuyện cái đó, mà nếu mà bắt thì coi như là bắt cảnh trước á, làm ba chuyện tào lao lắm. Anh nói chung cũng buôn bán thì cũng có người này người kia, rồi cuối cùng anh đã nói là cứ chở máy về là anh sẽ đổi cho cái khác, mà nó bắt anh phải chuyển tiền trước cho nó, rồi nó mới chở máy chở về lại. Nó khôn quá. BC45 có hóa đơn đầy đủ hết ha. FX20 là FX030, nhiều lắm các bạn, có hóa đơn đầy đủ. Thì tí hồi mình đếm được coi bao nhiêu chiếc ha. BC10 K18 Nói chung mình mua xe mà thí dụ như mình mua ở một nơi nó nhiều gì nó sướng chứ bộ. Thí dụ như chiếc mình, thí dụ chiếc nào được, không được cái mình lựa chiếc khác. Thôi mình đếm đầu máy đào coi đây còn nhiêu chiếc ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21. Chiếc mình đứng là 22 nè. Chiếc này 23 nè. 24, 25, 6, 27. Đếm từ từ còn lộn. 28, 29, 30. Có mấy chiếc nhỏ nhỏ nữa kìa. Chục. 31, 32, 33, 34.
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50, 51, 52, 53, 45, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 45, 50. Tính ra từ 3 tháng, từ cái hôm mà mình đi mình quay cách đây 3 tháng về, tính ra anh bán được 50 chiếc rồi chứ, hơn 50 chiếc rồi chứ, dữ chứ, bán cũng mạnh chứ, hơn 50 á, khoảng 60 mấy chiếc. Tại vì kỳ trước mình có đếm, mình đếm là 200 chiếc hơn, mà nay còn 140 mấy chiếc thì tất nhiên là anh bán được hơn 100 chiếc rồi. Đã bán được hơn 50 chiếc rồi, 3 tháng chứ mấy. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cái alo với ông chủ theo số điện thoại mình để trên tiêu đề video ha. Rồi, mến chào các bạn. Rồi, mến chào các bạn, đây là nông cơ Nguyễn Văn Châu ha. Địa chỉ là gần vòng xoay Châu Đức nè, ngã ba Châu Đức, thị trấn Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì hôm nay tí hồi mình sẽ quay máy đào, máy động cơ ha, động cơ rồi rất nhiều, ông chủ đang ngồi đó. Thì hiện tại giờ ở trên mạng á, thì có một số thành phần, chắc một là chứ không mấy đâu, một hai thành phần gì đó, hoặc là cái hợp cái giống như cái tụi nó liên kết với nhau mấy người á, là lấy những cái video mà quay của những cái nông cơ này, thí dụ nông cơ Nguyễn Văn Châu, thí dụ như quay lên máy cày hay máy đào đồ đẹp á, cái bắt đầu là, hay là máy móc đồ nè, cái bắt đầu là nó mới bỏ số điện thoại nó vô, rồi nó lấy hình hoặc video, rồi nó một là up lên YouTube, tạo ra nhiều kênh YouTube, up lên YouTube, rồi nó up lên trên Facebook, lên fanpage rồi nó bán. Rồi thí dụ như giờ cái máy đào 100 triệu đi, nó bán 50 thôi. Rồi cái máy 30 triệu nó bán 5 triệu thôi. Thì nhiều người là tưởng thiệt tham rẻ, là dính vô là chuyển cọc rồi cho nó, chuyển tiền cho nó. Thì nó chỉ đúng về địa chỉ ngay đây luôn. Đó, thành thử ra là bây giờ là mình sẽ đọc cái số điện thoại nha. Đọc cái số điện thoại này. Thì khi mà các bạn nào mà mua, cần mua hàng gì á, thì phải là kêu, là thí dụ như kêu bên nông cơ là quay cái máy đó, đúng chính xác cái máy đó các bạn mới được là đặt tiền cọc nha. Rồi mình sẽ đọc số điện thoại, số của anh Châu là 0913 948 706. Số của con anh Châu này gồm có hai số nè, 0913 179 576 là của thằng Phát, rồi của thằng Chiến con ảnh là 0972 547272 đó. Thì số, tất cả các số này đều có Zalo, nhưng mà thường thường thì nếu mà Chiến mà không nhận á, không nhận điện thoại thì thằng Phát nhận, không Phát nhận thì anh Châu nhận. Rồi thí dụ anh Châu có nhiều khi anh đưa cho con ảnh quay Zalo cũng được, tại vì ảnh thì cũng có tuổi là lớn rồi,
đó. Thành thử ra là khi mà các bạn mua hàng á, để tránh bị lừa đảo á, là kỳ trước là lừa rất nhiều và lấy tên của nông cơ Nguyễn Châu rất nhiều, tại vì đây bán là mấy ngon rẻ và đẹp, thành thử ra là nó lấy rất nhiều số ha, lấy rất nhiều và lừa đảo tại nông cơ này đó. Thì các bạn chú ý cho mình nè, 0913 nè, 948706 là số của anh Châu ha. Anh Châu nè, anh Châu đang ngồi nè, chủ nông cơ. Rồi, phát là con ảnh là 0913719576. Rồi, thằng Chiến là hồi trước là coi như là ơn Chiến là chuyên về mảng máy cày nhiều. Tuyển những máy cày đẹp á. Số của anh Chiến là 0972547272 ha. Rồi. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu thì cứ việc alo ha, ở đây bán đủ thứ hết. Ồ, phát điện này bán gần hết rồi ta. Rồi, động cơ, máy nổ, máy đồ đủ thứ hết ha. Máy đào, máy đồ mình tí hồi mình sẽ quay ha. Mình sẽ quay mình ghép video này vô để cho các bạn nhớ số điện thoại cho nó dễ ha các bạn ha. Rồi, mến chào các bạn.